Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền và địa vị. Họ là những người thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được những thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch. Và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn để gia chủ có một tháng suôn sẻ trong mọi công việc. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hòa Cục, Xung Thân, Hình Tị, Hải Tị, Phá Hợi, Tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 1, tức ngày 19 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 1, tức ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 1, tức ngày 18 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 1, tức ngày mùng 2 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Thìn Dương Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Thìn cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Thìn sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 8 tháng 1, tức ngày 19 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Thứ nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi tháng 1 năm 2021 cho thấy rằng tuổi Giáp Thìn có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh.
như sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính và sức khỏe của bạn. Trong sự nghiệp thì với những người tự làm chủ, bạn sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Đối với hầu hết những người Giáp Thìn sinh năm 1964 thì sự may mắn có thể lững lờ đi ngang qua sự nghiệp. Nếu bạn là một Giáp Thìn tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp còn tồi tệ hơn. Ngoài ra trong tháng này, môi trường thị trường không được tốt và công ty đang có thể gặp phải một vài vấn đề sẽ cần giải quyết kịp thời. Nếu quý gia chủ đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Giáp Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo sẽ được coi là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Giáp Thìn. Người tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Trong tháng sẽ có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho chính bản thân mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Giáp Thìn sinh năm 1964 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng, nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền vào một dự án duy nhất, mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, thậm chí có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để may mắn thành công, các gia chủ Giáp Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch không được tốt. Sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Quý gia chủ nên thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để các con noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nhiều cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Hơn nữa ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Quý gia chủ đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ hoặc chồng để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Giáp Thìn. Tình hình sức khỏe của Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 1 âm lịch có thể hơi xấu. Một khi bất cẩn, quý gia chủ có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe cũng nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu đang có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, nên hoãn lại. Hoặc nếu quý gia chủ mắc một căn bệnh, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên. Nếu không, sẽ gây hại cho cơ thể. Ngoài ra cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Giáp Thìn trong tháng 1 âm lịch.
Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!